Thưa quý vị, chúng tôi sẽ không mất thời gian tìm kiếm những tính từ mạnh để nói lên sự khó khăn của việc học của trẻ em vùng cao. Trong giây lát nữa thôi, quý vị sẽ thấy những con đường và những đôi chân của các em sẽ tự nói lên điều đó. Và chúng tôi cũng tránh việc phải so sánh sự khác biệt giữa các vùng miền, vì tự mỗi người cho chúng ta như một phản xạ tự nhiên, tôi chắc rằng sẽ đối chiếu với công cuộc đến trường của chính con em mình. Nhưng nếu giá trị của kiến thức được tính bằng công sức của người học bỏ ra, thì những con chữ ở vùng cao, như người ta vẫn gọi như vậy, thực sự là quý giá. Ngày nào cũng vậy, Quang A Tùng phải dậy từ 5 giờ sáng để đi học. Từ nhà Tùng đến trường tiểu học Trường Sơ xa 5 km. Trong khi núi cao, suối sâu luôn thử thách đôi bàn chân nhỏ. Lên đến đây con mệt lắm không? Đau chân. Con đường đến trường của Quang A Tùng cũng là nỗi nhọc nhằn chung của nhiều học sinh khác ở huyện Điện Biên Đông. Về đây ra kia. Ra đây đừng dựa như thế em ơi. Khi mà cháu đi bộ, đi học thì cháu cảm thấy rất mệt, có nhiều khi cháu bị muộn học. Đặc thù địa hình mỗi xã của tỉnh Điện Biên rất rộng, với bán kính lên đến hàng chục km, nhưng trung bình mỗi xã chỉ có từ 1 đến 2 điểm trường. Có điểm bản xa nhất là cách trung tâm trường là 18 km, thì cũng động viên các em là cố gắng khắc phục và một ngày nào đó thì sẽ có được những cái tương lai tươi sáng hơn. Một ngày đến trường vừa kết thúc, có những học sinh lại phải vượt sông về nhà khi trời đã tối. Địa bàn thì rộng lớn, điểm trường lại ít ỏi. Muốn các con em đi học đỡ vất vả hơn thì ở nhiều nơi người dân đã lập nên những khu lán trại cho các em nhỏ tuổi từ 11 đến 12 và gần như là nội trú, đi học rồi cuối tuần trở về nhà. Và đây là những khu lán trại kiểu như vậy. Ở một xã thuộc tỉnh Điện Biên, nó có thể được gợi lại cho chúng ta nhiều khái niệm mà nhiều học sinh ngày nay chỉ còn biết về từ ngữ chứ chưa bao giờ được thấy tận mắt cả. Ví dụ như là nhà tranh vách đất, những chiếc giường bằng tranh tre nứa lá và những bếp lửa ngay trong nhà để sưởi ấm. Anh dẫn tiếp ở đây. Với chúng tôi, những phóng viên đến rồi lại đi, còn cuộc sống, sự nghiệp học hành của các em thì vẫn cứ tiếp tục. Thế nên để cảm nhận rõ nhất nỗi nhọc nhằn của học sinh vùng cao thì chẳng có cách nào tốt hơn là cùng trải qua một ngày đi học trong những khu lán trại nội trú, dân nuôi mà chúng ta vừa mới thấy ở trên. Chúng ta hãy xem một ngày đi học của các em là như thế nào. Máy ngang nhé, máy ngang giữ tốt hơn giữ máy. Sao có máy của tuần này. Một con. Em trả lời nào? Đấy. Hả? Những lúc nào thì không ngủ được? Lúc hay mưa hay gió. Mưa thì nước nó có tạt vào trong này không? Có. Ở dưới rừng. Trời rất rét và gió thốc qua từng cái khe cửa như thế này mà vào. Thế mà các em đã có thể ngủ được trong vòng 3 năm đây. Tôi chỉ có thể nằm được 1 tiếng, 2 tiếng nhưng mà cũng không thể là có thể ngủ đi được. Bởi vừa rét nè, vừa những cái chiếu nó trộn lên như thế này. Rất là khó nè.
cho nên là các em ở đây chúng tôi không thể chịu đựng được. Đi học một ngày mà vất vả như thế, cơ hội học lên cao và chọn một công việc tương lai phù hợp cũng không nhiều, trong khi việc nhà nông thì lúc nào cũng chờ đợi. Cũng dễ hiểu cho những con số đáng buồn của chuyện học ở nhiều địa phương ở vùng cao. Theo số liệu thống kê mà chúng tôi vừa tìm hiểu, thì hiện mỗi năm cả nước có tới hơn 200.000 học sinh miền núi bỏ học vì trường học quá xa, đường đi vất vả và lại không có nơi bán trú. Trong khi đó thì nạn mù chữ và tái mù chữ ngày càng nhiều. Một số dân tộc ở vùng cao hẻo lánh và có số dân ít thì có tới hơn 70% dân số mù chữ. Và có một thực tế là chính thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới trên vùng cao lại được coi là mùa bỏ học. Rất nhiều em về nhà ăn Tết và sau đó thì không bao giờ trở lại trường nữa. Phóng viên của chúng tôi cũng đã tìm tới những gia đình có con em bỏ dở việc học để tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống của họ như thế nào. Nhà của Vừa A Du ở trên đỉnh cao nhất của bản Đá Nén. Giờ này, khi các bạn cùng trang lứa đang học trong lớp, thì em lại lủi thủi ở nhà để nhóm lửa, chăm em. Vừa A Du đã bỏ học ngay khi hết học kỳ 1 của lớp 6 tại trường trung học phổ thông dân tộc nội trú Triềng Lao. Không thể tiếp tục đi bộ hàng ngày với quãng đường 29 km, lại không có nơi ở gần trường học. Giấc mơ con chữ của em đã mở khuất sau những ngọn đồi. Ông trưởng châu cho phương gì á, cho cô giáo cho các thầy giáo gì. Vẫn là xa trường lọc. Cái má mà mua phải mua xì, mua phải mua tài đi lâu xì. Giờ nhảy tên là nơi một tên sẽ thỏa khó chứ tao mua chết hết. Nơi một tên có sẽ giờ nhảy tên là nơi chết lo nữ. Vừa dụ là một trong năm học sinh ở hai bản xa nhất của xã Triềng Lao phải nghỉ học bởi nhà quá xa. Kinh tế khó khăn, gia đình cũng không lo chỗ ở cho các em quanh trường học được. Trong khi nhà bán trú ở trường thì hiếm hoi và luôn quá tải. Nhà trường bây giờ cần được cái sự hỗ trợ quan tâm đầu tư xây dựng là khoảng 10 phòng ở cho học sinh bán trú. Hiện tại là quá tải. Bây giờ với cái số học sinh là 187 em đang ở bán trú thì nhà trường mới có được 11 phòng ở thôi. Năm học vừa qua, toàn tỉnh Sơn La có hơn 2.000 em học sinh bỏ học vì lý do tương tự. Trong các lớp học, những chiếc ghế trống như thế này đang ngày một nhiều. Xin chào Linh Mục Pháp Văn Lợi ạ. Vâng, xin kính chào anh Trần Quang Thành và tất cả quý vị khán thính giả đang lắng nghe chương trình này. Nhà nước Cộng sản Việt Nam cai trị toàn lãnh thổ Việt Nam đã hơn 40 năm. 40 năm qua, nền giáo dục dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng sa sút nghiêm trọng. Về cả đạo đức thì suy đồi, mà chất lượng giáo dục thì ngày càng tụt hậu. Linh Mục Pháp Văn Lợi đánh giá sao về những cái nhận xét này ạ? Vâng, kính thưa quý vị, về mới đây dư luận có xôn xao về một cái vụ việc mà liên quan tới cái giáo dục. Đó là trong cái buổi ra mắt sách của nhóm Cánh Buồm tại Việt Nam hôm 12 tháng 8 thì có em Vũ Thạch Tường Minh, học sinh trường Amsterdam, Hà Nội, mới 14 tuổi là phát biểu. Theo con, bây giờ giáo dục Việt Nam con thấy là có quá thối nát rồi. Mà suốt bao nhiêu năm qua, các vị trong bộ giáo dục cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả. Nên bây giờ con mong muốn là các vị bộ trưởng, thứ trưởng hãy thay đổi đường lối giáo dục của Việt Nam. Các vị có thể nói là mất thời gian, nhưng mà có thể thời gian các vị cải tiến cải lùi còn mất thời gian hơn. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, mà cần được cách mạng. Đó mới là điều quý vị trong bộ giáo dục nên làm. Sau đó, ngày 19 tháng 8, đài RFA có thực hiện một cuộc phỏng vấn với em học sinh khác. Thì tất cả đều đồng ý với em Thường Minh và còn thêm một số điều. Ví dụ, nền giáo dục Việt Nam hiện nay khó có thể cải cách vì là nhiều năm bị kiềm chế làm cho tha hóa. Nền giáo dục Việt Nam không thúc đẩy sự phản biện, không cổ suý quyền tự do ngôn luận, trả lại buộc phải tuyệt đối nghe lời thầy cô giáo. Rồi nền giáo dục Việt Nam cần có một định hướng khác, chứ không thể là định hướng xã hội chủ nghĩa vì nó không phù hợp.
cần một định hướng mà mỗi cá nhân có được sự phát triển. Hoặc là sinh viên học sinh cần có tiếng nói, nhưng điều này rất khó trong một đất nước không có tự do ngôn luận và rất dễ bị ở tù. Rồi khi tư duy được tự do phát triển, khả năng ngôn luận được tự do thì những tư tưởng sẽ được phát sinh rất nhiều. Thưa quý vị, đấy cũng là những xét chung của hầu hết mọi người Việt Nam ở trong lẫn ngoài nước. Và trước tình trạng thế thảm đó thì giáo sư Nguyễn Khắc Mai, giám đốc trung tâm Minh Triết Việt Nam ở Hà Nội, trong một cuộc phỏng vấn của đài BBC tháng 6 là có lý giải như sau. Tư duy và tư tưởng của những người lãnh đạo Việt Nam hiện nay rất nông cạn, vì thế họ suy nghĩ hời hợt bề ngoài, họ rất thích áp đặt, không thích cả lại. Để cho mỗi học sinh được tự do để trưởng thành thành một con người, mà cái lò đào tạo ra người quản lý giáo dục tại Việt Nam lại là trường ngưỡng ái quốc, trường đảng, là những nơi sơ cứng nhất, kiến thức hẹp hòi nhất. Ở giáo sư Mai cũng có nói thêm, do triết lý giáo dục của Việt Nam không được xác định tốt, nên người đọc, người học, người dạy và cả người quản lý đều lúng túng. Vì thế không thúc đẩy được sự hình thành những tài năng giáo dục cho thời kỳ mới, không giúp nảy nở những nhân tố đích thực cho dân tộc, kể cả tâm thức của người học, cũng như tâm thể của người dạy. Tuy nhiên, giáo sư Ma lại không xác định triết lý giáo dục cho thuộc đó như thế nào. Vậy theo nguồn gốc nào mà cái nền giáo dục Việt Nam nó lại được như thế này, thưa thầy Mục? Vâng, kính thưa quý vị, để đào sâu những cái vấn đề đó thì thiết tưởng là chúng ta cần nói tới trước hết là nguồn gốc hay triết lý là giáo dục, rồi sau đó là sách lược hay đường lối giáo dục, và tiếp nữa là hậu quả trên chính nền giáo dục và trên toàn xã hội. Thì về nguồn gốc hay là ngoài cái khả năng triết lý giáo dục đó, thì chúng ta thấy rằng là nguồn gốc của tất cả sự băng hoại của nền giáo dục tại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc này phải nói chỉ là ý thức hệ Mác Lê vô thần duy vật và chế độ độc tài toàn trị cộng sản vốn đang được Hà Nội ra sức thực hiện. Giáo dục là dạy dỗ, đào tạo con người sống theo một thứ đạo đức nào đó và nhắm tới một mục tiêu nào đó. Thế mà ý thức hệ Mác Lê và chế độ cộng sản là chủ trương đạo đức cách mạng với hai cái nguyên tắc chính. Thứ nhất là mọi cái có lợi cho cách mạng, tức cho đảng, đều là chân thiện mỹ, dù nó là gian dối hay bạo lực, xấu xa hay đê hèn. Thứ hai, cứu cảnh biện minh cho phương tiện. Cứu cảnh đây là sự tồn tại của chế độ cộng sản, nên nếu phương tiện có đi ngược lại tiếng nói của lương tâm, lời dạy của các tôn giáo thì người ta cũng bất chấp bất cần. Còn mục tiêu giáo dục hiện nay tại Việt Nam chính là đào tạo người dân, nhất là giới trẻ, thành thần dân trung thành với đảng, công cụ mưu của ông và chế độ hơn là công dân tự do cho đất nước, có người nhân bản cho xã hội. Có như thế thì đảng cộng sản mới muôn năm trường trì để giữ mọi quyền lực và hưởng mọi quyền lợi. Vậy thì theo linh mục thì nguồn gốc sâu xa là do cái chủ nghĩa Mác Lênin vô thần. Vậy thì cái sách lược, chiến lược nào mà nó lại đẩy được họ đi thực hiện cái chủ trương đó ạ? Vâng, cái sách lược hay đường lối giáo dục lúc này đấy, đó là đảng cộng sản phải quản lý, phải khống chế toàn diện nền giáo dục quốc dân từ mẫu giáo lên tới đại học. Chúng ta cứ đọc cái luật giáo dục và nhìn nền giáo dục hiện tại là thấy rõ điều này. Trước hết á, chúng ta hãy điểm qua vài điều trong luật giáo dục do đảng chỉ đạo quốc hội soạn và đã ban hành ngày 14 tháng 6 2005. Trong đó có điều 2, mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ở cái điều thứ 3 là tính chất nguyên lý nền giáo dục là gì? Là nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Rồi lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Đến điều thứ 27 á, thì đó là mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp cho học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Điều 40 thì nội dung giáo dục đại học phải có tính hiện đại và các bộ môn khoa học Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh. Mới đây, đề cương chiến lược phát triển giáo dục năm 2011 đến 2020, Đảng cũng đưa ra 4 quan điểm chỉ đạo ngành giáo dục như thế này. 1. Phát triển giáo dục phải là thực sự là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, của nhà nước và của toàn dân. 2. Là xây dựng nền giáo dục có tính nhân dân, dân tộc, tiên tiến hiện đại, xã hội chủ nghĩa, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. 3. Là đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục, thích ứng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 4. Là hội nhập quốc tế sâu rộng về giáo dục, trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, giữ vững độc lập tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Thì chúng ta thấy 4 quan điểm chỉ đạo này hiển nhiên dính đến đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ cái đường hướng đó, từ những cái chỉ đạo đó thì Đảng là tiêu diệt các trường tư của mọi tôn giáo vốn đã có từ tiểu học, từ đại học, từ năm 1975 tại Việt Nam, và khống chế các trường tư hiện nay của mọi công dân. Hiện các tôn giáo chỉ được mở trường mẫu giáo mà thôi. Mới đây ngày 3 tháng 8, thì ban tôn giáo chính phủ có cho phép thành lập học viện công giáo, nhưng mà buộc phải hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo nội dung đề án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp nhận. Điều 2 của quyết định 289. Rồi giáo hội Phật giáo Việt Nam thì từ lâu đã có một học viện tại Sài Gòn. Học viện Phật giáo này từng nổi tiếng vì năm 2001 có chấp thuận một luận văn chụp mũ mạt sát Ma Lý Đức Huynh giáo chủ và đả kích giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Mới đây, hôm 11 tháng 9, là ông thầy chủ nhiệm khoa của anh sinh viên Phạm Lê Vương Cát tại Đại học Dân lập Kinh doanh Thương mại Hà Nội có nói với anh: trường này do những người cộng sản lập ra và sẽ đào tạo ra những con người thuộc về chế độ chính trị cộng sản. Do đó, em nên rút hồ sơ và xin nghỉ học ở trường đi, vì em có tinh thần dân chủ. Đó là điều mà Vương Cát đã nói trong cái bài là nhan đề là em hãy rút hồ sơ và nghỉ học ở trường này. Thứ hai, Đảng đặt các hiệu trưởng cho mọi trường công lập từ tiểu học trở lên. Hiệu trưởng phải là đảng viên. Ngoài ra còn có bí thư đảng, đảng đoàn trong trường học để kiểm soát mọi giáo viên và học sinh, mọi chương trình và hoạt động của nhà trường. Mỗi cầu đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản có bổn phận đóng vai công an theo dõi thầy và bạn của mình, nhất là trong lập trường chính trị. Nhiều em thuộc đội thiếu nhi tiền phong trong các trường cấp 1 cũng lãnh nhiệm vụ báo cáo về cô giáo của mình. Cái sách lược thứ ba là gì? Là Đảng độc quyền biên soạn sách giáo khoa và coi giáo khoa là pháp lệnh, không được ai giảng dạy ra ngoài, như là các môn khoa học nhân văn như là văn, sử, địa. Chính vì thế mà vào năm 1960, một thầy giáo bạn của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị đau, đã nhờ ông dạy giúp 2 giờ môn sử. Bài học hôm ấy nói về Thế chiến thứ hai kết thúc và sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản. Bất bình trước hành vi trắng trợn xuyên tạc lịch sử của sách giáo khoa, viết rằng Thế chiến này kết thúc là nhờ Hồng quân Liên Xô đánh bại quân đội Nhật. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện là thẳng thắn cho học sinh biết sự thật là quân Nhật thua đồng minh vì 2 quả bom nguyên tử của Mỹ. Cái giá của việc coi thường giáo khoa này là 2 tháng sau ông bị nhà cầm quyền cải đảng và đẩy vào lao ngục, khởi đầu cho cuộc đời vào tù ra khả 27 năm dưới bàn tay sắc máu của chế độ. Tháng 6 năm 2009, là cô giáo Nguyễn Thị Bích Thành, 28 tuổi, đang dạy ở trường Nguyễn Bình Khiêm, Quảng Nam, bị buộc thôi việc vì đã vi phạm nghiêm trọng trong việc xuyên tạc đạo đức của nhà giáo, sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền những nội dung trái về quan điểm của chính sách nhà nước, rồi xuyên tạc đường lối của Đảng, chủ trương pháp luật của nhà nước,
vi phạm quan điểm nội dung giáo dục trong việc cập nhật, khai thác, truyền bá trang web phản động, phản giáo dục. Việc truyền bá này chính là cô đã đề cập với các em học sinh một số bài viết trên các trang mà hải ngoại như là Tiền Vệ, Talawat, với mục tiêu hướng dẫn các em biết cách tự học, tự đọc, tự tìm tòi, phân tích các thông tin. Cái sách lược thứ tư đó là đặt ra hệ thống quản lý giáo dục, bộ, ti, sở, phòng, từ trung ương cho tới địa phương, tỉnh, thành, quận, huyện. Mà thời Việt Nam Cộng Hòa thì chỉ có cấp miền và tỉnh mà thôi. Rồi tổ chức đảng điều khiển cái hệ thống này. Mục tiêu của nó là gì? Là kiểm soát từ học đường đến gia đình, từ thầy đến trò, để theo dõi chính kiến của tất cả. Ngõ hầu mọi sự đều luôn nằm trong bàn tay của đảng. Toàn bộ nhân sự quản lý giáo dục đó đều xuất thân từ hệ thống các trường đảng, vốn có mặt khắp mọi tỉnh, mang tên là trường Nguyễn Ái Quốc. Nơi đây cũng đào tạo nhân sự quản lý hành chính của chế độ. Cả sách lược thứ 5, đó là đảng buộc môn chính trị trong các trường là môn chính khóa với rất nhiều tiết học. Thậm chí còn buộc cái điều đó với các trường đào tạo các tôn giáo. Theo điều 24 pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và điều 14 nghị định về tín ngưỡng là tôn giáo. Tại các trường đào tạo này thì nó là mang cái mỹ từ là môn học về lịch sử và pháp luật Việt Nam, nhưng mà thực chất cũng là chính trị. Thứ sáu, đảng còn đoàn ngũ hóa học sinh sinh viên qua tổ chức đội thiếu nhi tiền phong và đoàn thanh niên cộng sản mà hầu như có tính cách bắt buộc, nhằm tẩy não và nhồi sọ thế hệ trẻ về lòng kính yêu Bác và việc bước đi theo đảng. Đó là sáu cái sách lược. Nhưng mà ngoài đó, chúng ta phải kể đến là việc quân đội và công an cũng là nơi mà đảng nặng lên những kẻ chỉ biết còn đảng còn mình, trung với đảng trước, hiểu với dân sau, qua một hệ thống không hề có trong các chế độ dân chủ và các chế độ độc tài phi cộng sản. Đó là hệ thống chính ủy. Còn đối với đông đảo quần chúng nhân dân thì đảng cũng không quên giáo dục họ bằng một nền thông tin tuyên truyền nhồi sọ liên tục ngày đêm và đôi khi bằng những chiến dịch rộng rãi. Có những chiến dịch đã vang rền lịch sử như là cuộc cải cách ruộng đất và vụ án Nhân Văn Giai Phẩm. Ngoài mục tiêu thu tóm đất đai và các phương tiện sản xuất nông nghiệp vào tay đảng, thì cuộc cải cách ruộng đất qua biện pháp là tổ hộ, con tổ cha, vợ tổ chồng, hàng xóm tổ lẫn nhau, thì con nhóm phá hoại toàn bộ nền đạo đức cổ truyền của dân tộc là tình làng nghĩa xóm, là nếp sống chân thành nhân ái giữa mọi người Việt, là tôn thi tật từ trong gia đình, trong dòng họ, trong cộng đồng, để thay bằng cái thứ đạo đức cách mạng của đảng và quyền uy thống trị độc tôn của đảng. Còn vụ án Nhân Văn Giai Phẩm thì nhắm cưỡng buộc trí thức, văn nhân nghệ sĩ phải đem tài năng không phải để phục vụ chân thiện mỹ, nhưng cho các giá trị nhân bản, nhưng là phục vụ cho sự thống trị của đảng cộng sản. Đảng giáo dục quần chúng bằng cách làm cho mọi người dân nghi ngờ nhau, dò xét nhau, báo cáo nhau, nhất là xa lãnh, cấm ghét tất cả những ai bị đảng cho là kẻ thù của nhân dân, của nhà nước, của chế độ. Ví dụ, số phần thế sản của các nhà trí thức nổi tiếng như luật sư Nguyễn Mạnh Tường, triết gia Trần Đức Thảo, bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là bỏ trời Âu để về theo ông Hồ Chí Minh mà làm cách mạng đó, thì sau khi họ lên tiếng cho sự thật và lẽ phải, dân chủ và tự do thì đã hết sức là thế sản. Đó là những bằng chứng. Nghe theo đảng, nói theo đài là châm ngôn sống mà đảng luôn luôn nhồi vào đó quần chúng bằng cả một nền báo chí công cụ rất đồ sộ. Mà Nguyễn Phú Trọng nhớ kỷ niệm 95 ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925-2015 vừa mới khoe đấy.
khoe là có 849 cơ quan báo in, 67 đài phát thanh truyền hình, 98 báo và tạp chí điện tử, một hãng thông tấn quốc gia, rồi 35.000 người làm việc trong các lĩnh vực báo chí, mà trong đó gần 18.000 người là nhà báo là chuyên nghiệp. Rồi đã còn giáo dục quần chúng bằng một hệ thống loa phường linh ta diệt ốc, mà mới đây được tiếp tục gây tranh cãi ở trên báo chí. Nhìn lại 40 năm cộng sản cai trị và để lại một nền giáo dục tha hóa tụt hậu, Linh Mục nghĩ thế nào về cái tương lai của nền giáo dục Việt Nam sắp tới ạ? Thì thưa quý vị, là chúng ta thấy rằng là cái chế độ cộng sản này, cái nền giáo dục của họ đã đem lại những cái mà họ tự xưng là thành quả, nhưng mà ai cũng thấy đó là những hậu quả. Thành quả của cái nền giáo dục bị đảng hóa, bị độc quyền hóa và chính trị hóa như chúng ta vừa nói trên thì vô số và chỉ có thể là thê thảm, tai hại, nên phải gọi là hậu quả. Thì trước hết là chúng ta thấy ngay trên lĩnh vực giáo dục, đó là ông thầy cần phải hồng hơn là chuyên, từ đó sinh ra nàng hiệu trưởng, giáo sư và giáo viên sẵn sàng cấm một sinh viên học sinh xuống đường biểu tình chống tàu cộng xâm lược, như là thấy trong các cuộc biểu tình kể từ năm 2007 cho tới hôm nay. Rồi cái nàng nhà trường đuổi học những sinh viên yêu tự do dân chủ như là em Nguyễn Phương Uyên, anh Phạm Lê Vương Cát, hay là hăm dọa bằng học bên vực các sinh viên này. Rồi cái nàng là thầy giáo để cho công an vào trường bắt học trò của họ. Rồi cái nàng nhà giáo gọi là nhà giáo là ưu tú là lại làm dư luận viên bên vực đảng và chế độ, như là ông Trần Đăng Thanh, như là ông Hoàng Chí Bảo. Ngày 18 tháng 4 2015, Phó Giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội Vũ Quang Hiệp khi trả lời cho đài BBC đã thản nhiên phát biểu rất là dối trá. Ông Hiệp nói: "Tôi nghĩ rằng sau chiến tranh, Việt Nam không có ngược đãi đối với mọi người. Còn việc tập trung học tập hay cải tạo, tôi nghĩ lấy là để học cho rõ chính sách của nhà nước Việt Nam thời bây giờ, chứ không có nghĩa là một chế độ tù đầy. Nói là tù đầy thì tôi nghĩ đó là một sự xuyên tạc." Chúng ta hay có cái nàng giáo viên thiếu kiến thức, người ta gọi là bị mà là đứng nhầm mục và vô tư cách. Vô tư cách như là đội tình lấy điểm, buộc học sinh phục vụ sinh lý cho mình hay cho các là quan chức. Một ví dụ như là tại trường thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, rồi là như là tung hình khiêu gợi lên mạng, như là các nữ giáo sinh của nhiều trường sư phạm mà báo Nghệ An ngày 2 tháng 7 2014 là có vạch trần. Rồi là như là nâng điểm cho lên lớp những học sinh kém, như là dạy học sinh gian lận để mình có thành tích. Để nói ông Nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục là Nguyễn Thừa Nhân có lần là phải la hoảng. Ví dụ ngày 14 tháng 5, trên Tuổi Trẻ, báo Tuổi Trẻ là online, có một bài báo với tựa đề là "Chúng ta đang dạy trẻ là dối trá". Bài viết nói về cuộc thi sáng tạo trẻ thơ ở một trường tiểu học nọ. Trong cuộc thi, người ta tập hợp các sáng chế của chính là các em học sinh lớp 4, lớp 5. Nhưng sự thật, các dụng cụ sáng tạo đó đều do thầy cô hoặc do phụ huynh thiết kế rồi đăng ký tên cho các em. Phần diễn giải cũng được viết sẵn cho các em học thuộc. Ngày thi thì từng tổ các em lấy thao thao thuyết minh cho sáng tạo nhận vơ của mình, rất chuyên nghiệp và trôi chảy. Ở phía dưới sân khấu thì hàng trăm học sinh khác làm khán giả, chúng cùng râm ran bàn tán theo từng cái sáng tạo. Nhưng cái điều đáng buồn là chúng xôn xao không phải vì thích thú vào những sản phẩm độc lạ, mà vì khó chịu với những người bạn ra oai mô tả sản phẩm sáng tạo chẳng phải là của mình, và với những thầy cô xúi học sinh làm điều bất lương thiện. Rồi ngoài ra có nàng giáo viên coi học sinh và gia đình là nơi để làm tiền bằng cách là dạy thêm. Dạy thêm này là một quốc nàng đau đầu cả đã mấy chục năm nay mà vẫn không giải quyết được. Rồi thu đủ kiểu chi phí ngoài học phí, và mỗi năm đến ngày
nhà giáo Việt Nam thì vội thiên, vội qua một cách trắng trợn. Hậu quả thì học sinh thì sao? Về học sinh thì có cái nàng, cũng có cái nàng là hồng hơn chuyên. Đó là không ý thức về hoàn cảnh đất nước, cứ để cho đảng lo. Không băn khoăn về bộ mặt của chế độ xã hội, để cho đảng làm. Thì không tham gia cả cuộc biểu tình yêu nước, thậm chí làm rào chắn đoàn biểu tình, phá đảng việc tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, rồi sẵn sàng làm dư luận viên, bênh vực cho chế độ và tấn công phong trào dân chủ. Rồi còn tự hào đó là bạo lên chính trị là chứ. À, cái kênh truyền hình Việt Vision là một ví dụ. Đây là cái kênh truyền hình của đám dư luận viên. Về đức dục thì có nàng gian dối, quay cóp khi làm bài, đồng lòa với thầy cô để tập trước những cuộc thi điển hình kiểu mẫu, hoặc để nhận biểu diễn các tác phẩm do thầy cô sáng tạo, như ví dụ mà chúng ta vừa nói ở trên kia. Và đáng nói nhất, nhức nhối nhất là nàng bạo hành trong nhà trường. Học sinh đánh bạn, thậm chí đánh thầy, ngay cả học sinh nữ, trước sự chứng kiến vô cảm hay thái độ hùa theo của bạn bè. Rồi nàng vâng lời tội mặt, thiếu tinh thần độc lập. Đôi khi học sinh bắt buộc phải như vậy. Và về trí dục thì có nàng học đối phó, học để thi, để lên lớp, không phải để hiểu biết. Học kiểu từ trường, không có tinh thần tự tìm, tự hiểu. Rồi làm bài thì theo văn mẫu, ít có cái óc sáng tạo. Về giáo khoa thì có cái hậu quả nào? Giáo khoa của các môn nhân văn như công dân, văn, sử địa thì đầy dạy những xuyên tạc lịch sử. Giáo sư Hà Văn Thịnh tại Huế đã có lần phát biểu cách chua chát. Trong đó, trong cả sách giáo khoa đó là 30% là thật, 70% là gian dối. Rồi là đề cao đảng và chế độ. Lâu lâu là đề cao tàu cộng hay che giấu những hành động xâm lăng của Bắc Vương, khiến cho thu chuộc lòng yêu nước nơi học sinh, dày lòng căm thù, nhất là căm thù những ai bị đảng coi là địch, khiến cho học sinh tiêu biển lòng nhân ái vì tha. Ngay các bài toán cộng trừ như khi chỉ là việc tính xác chết của quân đội Mỹ Ngụy, tức là lạ lùng. Rồi mới đây có loại sách dạy kỹ năng sống bằng cách là ăn phân gà, đi trên biển chai, cưa bom đạn, loại sách dạy kỹ năng sống cho trẻ em đấy. Giáo khoa các môn khoa học kỹ thuật thì biên soạn ẩu tả và sai lạc. Chúng tôi còn nhớ là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từng tiết lộ rằng là một người bạn cùng lớp với ba đó học rất dốt, nhưng mà để sau khi mạng trường ra trường thì lại trở thành người biên soạn sách giáo khoa. Ngoài ra có cái làng sách học đổi từng năm, khi em không thể dùng sách của anh được mà phải mua bộ sách mới. Về cơ sở thì là sao? Đa phần xuống cấp chập chệ, nhất là những vùng sâu vùng xa, giữa những học cụ là hiện đại. Chưa kể để những việc học sinh phải đu dây vượt sông, túi vào túi nhựa để qua suối mà đến trường. Lại có làng tham nhũng trong việc cung cấp các phương tiện như máy vi tính, bảng tương tác điện tử, việc cung cấp đồng phục, việc xây dựng nhà vệ sinh. Báo Việt Nam Express ngày 8 tháng 6, 2013 đã có một bài viết rằng gần 6 tỷ đồng xây dựng 13 nhà vệ sinh tại trường học. Rồi ở ngôi học phí, tiểu học và trung học là công lập. Học phí này là một kiểu bóc lột về mặt vật chất, sau kiểu bóc lột tinh thần là tẩy não, nhồi sò, diệt ý chí, trừng áp là tự do của học sinh, thì còn đủ trăm thứ phí học đường, khiến gia đình học sinh ngày càng thêm khánh kiệt. Đến cái hậu quả trên tòa xã hội thì là sao? Hậu quả của nền giáo dục cộng sản trên tòa xã hội là trình độ văn hóa chung của xã hội và đất nước xuống cấp trầm trọng. Bằng giả tràn lan, đủ thứ tiến sĩ giấy, giáo sư dụm. Việt Nam không có những tác phẩm văn hóa, phát minh khoa học, sáng chế kỹ thuật mang tầm quốc tế và hoàng vũ. Theo thống kê gần đây của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam, cả nước có 24.300 tiến sĩ và hơn 100.000 thạc sĩ. Nghĩa là số giáo sư tiến sĩ của Việt Nam đạt mức nhiều nhất Đông Nam Á,
Nhưng khi so sánh với các nước trong khu vực về số bằng sáng chế riêng cho năm 2011, thì Việt Nam đứng ở vị trí chót. Singapore với 4,8 triệu người có 647 bằng sáng chế. Malaysia với là 27,9 triệu người có 161 bằng sáng chế. Thái Lan với 68 triệu người có 53 bằng sáng chế. Philippines với 95,8 triệu người có 27 bằng sáng chế. Việt Nam với dân số 90 triệu người không có bằng sáng chế nào. Rồi bảng xếp hạng về học vấn năm 2015 của các trường đại học là danh tiếng đấy. Tại Á Châu thì trường đại học số 1 của Việt Nam, tức là Đại học Quốc gia Hà Nội, được xếp thứ hạng 191 trên 200. Nhưng mà theo bảng xếp hạng về số bài báo khoa học công bố, Đại học Việt Nam đứng vị trí 1895 trong số các trường đại học trên thế giới. Quý vị có thấy là vinh hạnh chưa? Ở tình trạng đạo đức thì ngày càng băng hoại, chẳng còn tình làng nghĩa xóm, tình nghĩa đồng bào, tình đồng loại. Xã hội thì đầy những ứng xử vô văn hóa, gian dối và bạo lực. Ứng xử vô văn hóa như là xả rác bừa bãi, không tôn trọng luật lệ đường, phá hoại công trình là công cộng. Ngay cả quan chức cao cấp cũng làm gương trong chuyện này. Ví dụ như là Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị từng dám đem tặng thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John McCain hình tấm bia ghi là việc ông ta bị bắn rơi tại Hà Nội thời chiến tranh. Mà chúng ta nên nhớ Phạm Quang Nghị từng là Bộ trưởng Bộ Văn hóa đấy. Rồi thì là gian dối trong giao tế làm ăn chế tạo sản phẩm. Đi ra nước ngoài thì ăn cắp buôn lậu. Chuyện này đặc biệt xảy ra tại nhiều tòa đại sứ lãnh sự Việt Nam ở hải ngoại và tại hàng hàng không Việt Nam. Còn bạo lực thì xảy ra liên tục trên đường giữa phố. Bạo lực này do học từ nhà trường và từ việc nhà nước dùng bạo lực với người dân. Và cuối cùng thì nền giáo dục đó cũng tạo ra những công an tàn ác với dân, mù quáng tuân lệnh, làm luật kiếm tiền, sẵn sàng tra tấn để chết những ai mới bị bắt vào đồn, tạo ra những viên chức tham nhũng bóc lột, dối gian lừa đảo, hứa hẹn hảo huyền và không nguôi lòng thù hận. Ví dụ như nhà cầm quyền tại Sài Gòn vẫn tiếp tục để nguyên cái tấm bia nói về tội ác của Mỹ mà ngay trước tòa lãnh sự của Hoa Kỳ đấy chứ. Rồi tạo ra những nhà báo dối trá, ngày đêm sơn phết tùng ca chế độ bất chấp lương tâm và lòng xã hội. Tạo ra những đề sức mụ ni che tai, trùng trăng với thầy cuộc, tự cho mình là khôn ngoan, hoặc thế còn mải mê kiếm tìm danh lợi. Tạo ra những bác sĩ vô lương tâm, chỉ biết khai thác khổ đau và bệnh tật của đồng loại. Đó là những cái thành quả, hay nói đúng ra là những hậu quả của nền giáo dục Việt Nam về chế độ cộng sản. Thưa Đức Bộ Pháp Văn Giải, giáo dục Việt Nam đang là đi vào gọi đường hầm, chưa thấy ánh sáng bên cuối đường hầm. Vậy thì để có ánh sáng bên cuối đường hầm, để có lối thoát, thì chúng ta phải giải quyết như thế nào ạ? Thưa quý vị, cái bản tính con người vốn là luôn luôn dị ứng với gian dối, bạo lực và luôn luôn khao khát tự do. Không ai muốn bị lừa gạt cả, không ai muốn bị hành hạ cả, không ai muốn trở thành nô lệ cả. Trừ những kẻ mang ý đồ xấu, sử dụng ba thứ đó vào người khác, nghĩa là lừa gạt, hành hạ và nô dịch những người khác. Thế mà nên giáo dục cộng sản Việt Nam lại xây trên gian dối, bạo lực và nô dịch. Như chúng ta vừa thấy ở trên đây, nhằm cái gì? Nhằm mục đích duy trì chế độ, nhằm mục đích là giữ ngai vàng cho Đảng Cộng sản. Thành ra cái nền giáo dục cộng sản tại Việt Nam là hoàn toàn và vĩnh viễn không có khả năng giáo dục là con người, đã không giáo dục được và sẽ không giáo dục được ai cả. Nền giáo dục Việt Nam hiện tại mà phải nói cho đúng là nền phản giáo dục đó, đang phản ánh bản chất của chế độ, đồng thời là hậu quả của là chế độ. Thành ra muốn cánh tân giáo dục
việc đầu tiên và quan trọng nhất là phải thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam. Bao lâu còn cái chế độ cộng sản duy vật vô thần độc tài toàn trị, bao lâu còn cái đảng cộng sản chỉ biết một điều là giữ quyền lực và thâu tóm mọi quyền lợi vào tay mình, thì sẽ không bao giờ là có thể trồng người, dù là trăm năm, dù là cả ngàn năm chẳng được. Cho nên điều quan trọng là phải mời người dân, những ai ý thức, những ai đang đau đớn về cái tình hình là giáo dục Việt Nam, thì phải cùng nhau để làm cho cái chế độ cộng sản biến mất trên quê hương của là chúng ta. Lúc đó thì con người, nhất là giới trẻ, mà tiếp tục được giáo dục xứng cho trong một nền giáo dục chính danh và đúng nghĩa. Xin cảm ơn Linh Mục Phạm Văn Lợi ạ. Xin cảm ơn anh và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã lắng tai nghe.